Làm phi học kỳ rồi. Mẹ vợ bài tiếng Anh nha. Mẹ đọc cái gì thì con dịch cái đó. Dạ đó. Dạ chân. Gì mà mới vô mẹ chửi con dạ chân rồi. Mẹ nói con dịch từ dạ chân. Dạ chân. Dạ chân. Phụ nữ. Phụ nữ. Phụ nữ. Từ thứ hai. Ủa? Ủa gì vậy? Con mặc đồng phục bình thường mà sao mẹ chửi con ôi về ra đi. Mẹ nói con dịch từ ôi về. Ôi về ra. Ôi về ra bữa thầy con mới chửi con xong. You're so extra. You're so extra. Trời ơi chưa. Tiếp nha. Dạ. Sukana. 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 Unlucky. Unlucky. Từ tiếp theo. Còn cái nịt. Còn cái nịt là gì? Lướt tóc tóc tối ngày mà không biết từ này. Mai mốt mẹ tịch thu mày nha. Con nhớ rồi. Nothing left. Nothing left. Mời đẹp. Từ tiếp theo. U là trời. Cái này về lại con mới coi hôm qua là sao luôn. Oh my god, OMG, OMG, oh là trời, từ cuối cùng, Bình Chí Linh. Bình Chí Linh, Bình Chí Linh. Ủa, Bình Chí Linh tiếng Anh là gì mọi người?